Mình có một cái suy nghĩ rất là kỳ cục, mình không có thật sự thưởng thức cái việc ăn uống cho lắm, nhất là những hôm mà mình đang căng thẳng cái gì á mà mình còn phải dừng cái công việc lại để ăn, thì mình sẽ nghĩ trong đầu là nhà bao việc mà còn phải dừng lại để ăn, mất thời gian quá đi. Xong rồi những cái lúc mình cảm thấy ăn không nổi thì mình lại có cái cảm giác tội lỗi trong đầu là ngoài kia người ta thiếu ăn nhiều, mình ở đây có đồ ăn rồi mà còn gần nhanh, cái mình lại càng chán ăn thêm, nó thành một cái vòng lặp rất là khó chịu trong đầu của mình, và nó khiến cho sức khỏe về tinh thần và sức khỏe về thể chất của mình nó đi xuống. Mình đã từng ăn rất là nhiều cái đồ ăn cũ ở trong tủ lạnh hâm đi hâm lại nhiều lần á, nó không có ngon lành gì hết nhưng mà nó lẹ. Nhưng mà cái việc đó thật sự là một cái việc cực kỳ là sai lầm luôn đó. Cái sai lầm đó nó tích tụ qua nhiều ngày, tới khi mà cầm cái tờ giấy xét nghiệm sức khỏe trong tay thì mới u là trời luôn. Mình nghĩ là chưa bao giờ mà cái việc sức khỏe nó cần được bảo vệ nhiều hơn như là trong năm nay, thậm chí tới năm sau nữa. Cho nên là mọi người đừng có như mình, nhớ là phải chú ý ăn uống cho đàng hoàng, giữ sức khỏe thể chất thật là tốt thì sức khỏe tinh thần của mình mới tốt được chứ nhỉ. Rồi hôm nay mình tâm sự vậy thôi. Mình là con bé chó. Cảm ơn mọi người đã nghe mình tâm sự nha.